Chào các bạn, mình là Lê Xuân Hiệp, mình là đội trưởng của đội FC Chợ Lớn. Vị trí của mình là đội trưởng và trên sân mình cũng là đá trung vệ luôn. Huyện Đà Bắc là một trong 10 huyện của tỉnh Hòa Bình. Về mức thu nhập là của người dân ở đây là tương đối là thấp. Cái cuộc sống thì chủ yếu là bám vào quanh cái khu chợ. Cái tên đưa ra cũng là FC Chợ Lớn thì phát sinh từ cái nội dung như vậy. Ngoài ra ở huyện thì còn có những đội bóng nổi bật như các cô giáo trường mầm non. Ôi. Để nói về những gọi là cá nhân, gọi là có thể là đặc biệt hơn trong đội bóng thì xin phép được chia sẻ. Thứ nhất là có tiền đạo Hoàng Thanh An. Đấy, nhưng mà tên anh em mà thường gọi khi mà tham gia đội bóng với nhau thì tên là Phởn, gọi là trẻ tuổi nhất của đội. Có Đinh Văn Nam là cân nặng nhất đội bóng. Đấy thì là một trong những trung vệ thép của huyện. Mình tên là Hiếu. Mình sinh ngày 16 tháng 2 năm 1999. Mình đang chơi ở vị trí thủ môn của câu lạc bộ. Đội bóng mình có tác động rất lớn với đội dân địa phương, tạo niềm vui cho họ, tạo sân chơi cho mọi người, tạo những tiếng cười cho họ. Bóng đá là cái môn thể thao mà gọi là bình dân nhất và mình có thể dễ dàng huy động được rất nhiều người tham gia cùng vào cuộc chơi. Tháng 8 2019, đội bóng có tham gia giải gọi là theo quy mô gọi là lớn nhất của huyện. Mục tiêu của mình là giành cúp. Tuy nhiên mà khi mà tham gia giải thì nó cũng có nhiều yếu tố, có thể là may mắn này, hoặc là cái lịch xếp đá, hoặc là những cái cầu thủ có thể là bận công việc. Thì khi đó thì đội mình chỉ được giải tư thôi. Trong đội thì có rất nhiều các gọi là các cháu. Thì đúng là những giọt nước mắt là rơi các cháu thì nghĩ cũng rất là thương. Mình cũng muốn để cho các cháu gọi là có một cái huy chương. Đúng thật, đấy là cái kỷ niệm mình thấy mà mình sẽ cố gắng để tiếp tục để duy trì đội và muốn là hướng đội và chính là hướng các cháu để tham gia đội làm sao cho nó tốt hơn. Và chắc chắn cũng muốn có một cái thành tích tốt hơn nữa để cho đội bóng. Cái thích nhất của mình khi mà nói về Man City thì là cái cách đá họ rất là hoa mỹ, cái nền tảng kỹ thuật mà phần lớn thì những cầu thủ đấy cũng không phải là to cao mà rất là nhỏ gọn, vì vậy mà mình rất thích cái lối chơi của Man City. Phần thưởng của ngân hàng SHB và câu lạc bộ Man City thì mình thấy khá là hài lòng và nó tạo động lực, tạo được đam mê cho những lứa trẻ sau này ở trong địa bàn khu vực mình. Mình tên là Hoàng Mạnh Thái, năm nay mình 22 tuổi, ở trong đội bóng mình đang đảm nhận vị trí hậu vệ. Việc kết hợp giữa Manchester City và ngân hàng SHB là một sự rất tuyệt vời, rất vui và hạnh phúc khi được nhận phần quà này. Nó giúp cho đội bóng của mình sẽ cải thiện thêm về phần luyện tập, tăng thêm trình độ hơn cho để hướng tới những giải đấu tiếp theo. Cảm ơn, hôm nay cháu rất vui và rất thích được nhận quả bóng này. Cảm ơn Man City. Cảm ơn Man City vì món quà này.